Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thảo Ly cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Liệu FSB của Putin có thể được liên kết với vụ giết con gái của Dugin không? Tờ Newsweek có bài tường thuật nhan đề Could Putin's FSB be linked to Dugin's daughter's killing? Nghĩa là, liệu FSB của Putin có thể được liên kết với vụ giết con gái của Dugin không? Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Khi sự mờ ám tiếp tục bao quanh vụ giết Daria Dugina, con gái của một đồng minh có ảnh hưởng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhiều người đã đặt ra khả năng rằng chính Putin có thể đứng sau vụ nổ giết chết cô. Dugina, 29 tuổi, con gái của nhà bình luận chính trị Nga Alexander Dugin, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi ở ngoại ô Mạc Tư Khoa hôm thứ Bảy. Cha cô, 60 tuổi, được ghi nhận là kiến trúc sư chủ chốt trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Nhiều giả thuyết và lời buộc tội được lưu hành sau cái chết của cô. Cơ quan an ninh FSB của Nga, sau một cuộc điều tra chớp nhoáng, đã tuyên bố rằng một nữ công dân Ukraine có liên quan đến vụ giết Dugina và người phụ nữ này đã bỏ trốn đến Estonia vào hôm Chủ nhật. Ukraine đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào. Cựu Thứ trưởng Nhà nước Nga Ilya Ponomarev cáo buộc rằng Dugina đã bị giết bởi những người đối lập với Putin ở Nga, cụ thể là từ nhóm Quân đội Cộng hòa Quốc gia, gọi tắt là NRA, và cả Dugin và con gái của ông ta đều là mục tiêu. Ông tuyên bố mục tiêu của NRA là lật đổ và tiêu diệt Putin. Những tuyên bố của Ponomarev không thể được xác minh bởi Newsweek. Một số chuyên gia cho rằng cái chết của Dugina có thể do chính Putin lên kế hoạch, mặc dù không có bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho những giả thuyết này. Tom Tugendhat, một thành viên Quốc hội Anh, gợi ý rằng Putin có thể đã nhắm vào Dugin vì những lời chỉ trích gần đây được đưa ra nhằm vào Điện Cẩm Linh. FSB của Nga có thể liên quan đến cái chết của Dugina hay không? Newsweek đã yêu cầu một số chuyên gia xem xét vấn đề này và nhận định về các tuyên bố hiện có. Chiến dịch ngụy tạo thông tin của FSB. Sergei Samleny, một chuyên gia chính trị người Đức, đặc biệt tập trung vào Nga và Đông Âu, nói với Newsweek rằng ông tin rằng phiên bản của Điện Cẩm Linh về vụ ám sát Dugina là hoàn toàn giả tạo. Samleny cho biết, đó hoàn toàn nằm ngoài quy mô hợp lý khi FSB đổ lỗi cho một nữ công dân Ukraine, người được cho là đã đến Nga vào tháng 7 cùng con gái, thuê một căn hộ trong cùng một căn hộ với Dugina và theo dõi cô ấy trước khi giết cô ấy. FSB đã công bố một bức ảnh hộ chiếu của công dân Ukraine này, cũng như đoạn phim được cho là nhằm chứng minh cô ấy ở Nga. Các nhà phân tích dữ liệu đã nhanh chóng chỉ ra trên Twitter rằng tài liệu đã được chỉnh sửa hay Photoshop. Chúng tôi đã thấy rằng những gì họ gọi là bằng chứng rõ ràng đã bị giả mạo. Chẳng hạn như ID của người phụ nữ mà họ cho rằng đã giết Dugina đã được chỉnh sửa ảnh, Samleny nói. Samleny cho rằng các cáo buộc này là một phần của chiến dịch thông tin sai lệch tiêu chuẩn sau mỗi sự kiện của FSB. Tại sao họ làm điều này? Bởi vì họ muốn làm hỏng cuộc thảo luận. Họ muốn chúng tôi tìm hiểu tất cả những phiên bản điên rồ này và dành tất cả thời gian quý báu để tìm hiểu chúng. Anh giải thích. NRA có tồn tại không? Samleny nói rằng, từ quan điểm lịch sử, anh ta không tin rằng nhóm quân đội NRA tồn tại và cho rằng nó thậm chí có thể là một sự sáng tạo của FSB. Tôi không tin rằng NRA tồn tại. Tại sao? Nga là một quốc gia có sự giám sát rất chặt chẽ và có rất nhiều người cung cấp thông tin trong số tất cả các nhóm tiềm năng. Trong lịch sử gần đây, không có mạng lưới khủng bố nào ở Nga
ngoại trừ một số nhóm khủng bố Hồi giáo ở Bắc Caucasus và một nhóm thanh niên được gọi là Primorsky Partisans, những người vào đầu những năm 2000 đã phạm tội, bao gồm cả việc giết hai người cảnh sát, Smolny nói. Ông nói, tất cả các nhóm khủng bố khác tồn tại sau đó đều là những sáng tạo kém cỏi của FSB. Smolny giải thích rằng, một chiến lược điển hình của FSB là tham gia các câu lạc bộ thảo luận chính trị trong các trường đại học, thâm nhập vào họ với một đặc vụ và cố gắng cực đoan hóa những người trẻ tuổi này để thể hiện họ là một nhóm khủng bố. Ông chỉ ra nhóm khủng bố SET không tồn tại, mà chính quyền Nga cho rằng đang âm mưu lật đổ chính phủ. Các nhóm nhân quyền và luật sư lập luận rằng các cáo buộc chống lại các thành viên là bịa đặt và họ bị tra tấn để thú nhận. Lãnh đạo phe đối lập Nga Alexei Navalny cũng mô tả nhóm SET là một tổ chức khủng bố hư cấu. Smolny nói, đây là cách các nhóm khủng bố của Nga được tạo ra. Vì vậy, hãy nghĩ rằng một số phong trào tự do thân Âu Châu chống Putin đã xuất hiện, và không FSB nào không xâm nhập vào được. Một tổ chức có kỹ năng lắp ráp bom, đặt bom này vào xe hơi và để nó phát nổ từ xa. Điều đó là không thể. Điện Cẩm Linh quyết liệt cáo buộc Ukraine đứng đằng sau vụ sát hại Dugina. Đó là câu chuyện chính thức. Câu chuyện về sự tồn tại của NRA là câu chuyện bán chính thức. Câu chuyện bán chính thức của họ, mà họ cho phép phổ biến là vì họ cũng cần phải đàn áp những người chống đối. Vì vậy, họ đã để câu chuyện bán chính thức ấy được truyền đi. Ngọn lửa yêu nước. Ruslan Trad, một nhà nghiên cứu an ninh tại Hội đồng Đại Tây Dương của Mỹ, nói với Newsweek rằng, rõ ràng vụ sát hại Dugina đã tạo ra một làn sóng giận dữ cần thiết ở Nga, hiện ra 6 tháng sau cuộc chiến chống lại nước láng giềng Ukraine. Dugin bây giờ chủ yếu là một biểu tượng, không phải là một công cụ cho nhà nước. Vai trò của anh ấy trong việc tạo ra thần thoại của Cẩm Linh về Liên minh Âu-Á và cái gọi là Thế giới Nga đã kết thúc, và anh ấy có thể bị hy sinh. Trad nói, hiện tại quân đội Nga cần những chiến thắng, cần một ngọn lửa yêu nước. Ông nói, nhà nước Nga và các tổ chức ủy quyền của họ đã sử dụng hành vi giết người cho các mục đích chính trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ không phải là tập phim cuối cùng như vậy trong lịch sử Nga và không thể loại trừ một mệnh lệnh từ các cơ quan an ninh đã được đưa ra. Trad cũng lưu ý rằng, đã có căng thẳng giữa Dugin, người là tác nhân chính đằng sau việc sáp nhập Crimea vào năm 2014, và FSB, tổ chức dẫn đầu các hoạt động lớn ở Ukraine cho đến gần đây. Dugin cáo buộc cơ quan này hoạt động không hiệu quả và thất bại trong các hoạt động quân sự. Putin bị ảnh hưởng bởi Dugin. Ông là một trong những cố vấn tinh thần chính và truyền cảm hứng cho ông. Mọi người trong Điện Cẩm Linh đều biết điều này. Nhắc lại nhận xét của Trad, Smolny cho rằng Dugina có thể đã bị giết bởi FSB để bắt đầu một chiến dịch tăng cường chiến tranh. Làm như vậy có thể làm gia tăng tâm lý chiến tranh, loại bỏ tàn dư cuối cùng của phe đối lập và tiếp thêm sức mạnh cho những người muốn trả thù. Bởi vì bức ảnh mà họ phát đi là bức ảnh của một cô gái trẻ vô tội đã bị giết bởi những tên quốc xã độc ác từ Ukraine. Và đó là một hình ảnh mạnh mẽ, Smolny nói. Hôm thứ Tư, Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ đã đả kích ý kiến rằng các nhà chức trách Nga phải chịu trách nhiệm về cái chết của chính công dân của họ, một người yêu nước thực sự của nước Nga. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga và Ponomarev để có thêm bình luận. Báo cáo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh. Theo tình báo Anh, Nga có lẽ đã sẵn sàng để khai thác bất kỳ hoạt động quân sự nào của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho mục đích tuyên truyền. Trong khi Nga duy trì sự chiếm đóng quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, những rủi ro chính đối với hoạt động của lò phản ứng có thể là làm gián đoạn hệ thống làm mát của lò phản ứng, làm hư hỏng nguồn cung cấp điện dự phòng hoặc những sai sót do công nhân vận hành dưới áp lực. Vào ngày 21 tháng 8, hình ảnh cho thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự tăng cường tại địa điểm này, với các thiết giáp được triển khai trong vòng 60 mét của lò phản ứng số 5.
quân đội Nga có lẽ đã cố gắng che giấu các phương tiện bằng cách đậu chúng dưới các đường ống và dàn che trên cao. Dưới đây là bản dịch toàn văn bản báo cáo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Anh sang Việt ngữ. Vào đầu tháng 3, lực lượng trên bộ của Nga đã tấn công và chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2022, hình ảnh cho thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự tăng cường tại địa điểm này, với các thiết giáp được triển khai trong vòng 60 mét của lò phản ứng số 5. Quân đội Nga có thể đã cố gắng che giấu các phương tiện bằng cách đậu chúng dưới các đường ống và giàn khoan trên cao. Nga có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để khai thác bất kỳ hoạt động quân sự nào của Ukraine gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cho các mục đích tuyên truyền. Trong khi Nga duy trì sự chiếm đóng quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, các rủi ro chính đối với hoạt động của lò phản ứng có thể vẫn là làm gián đoạn hệ thống làm mát của lò phản ứng, làm hư hỏng nguồn cung cấp điện dự phòng hoặc những sai sót do công nhân vận hành dưới áp lực. Hoa Kỳ lên án việc Nga xét xử các tù binh chiến tranh Ukraine. Mỹ đã lên án bất kỳ nỗ lực nào của Nga trong việc tổ chức các tòa án xét xử tù nhân chiến tranh Ukraine tại thành phố Mariupol, miền Nam do Nga chiếm đóng, và cáo buộc quá trình tố tụng này là bất hợp pháp. Tuần này, nhiều báo cáo cho biết Mạc Tư Khoa đang xem xét việc truy tố tù nhân chiến tranh Ukraine trong các điều kiện có thể biến họ trở thành tội ác chiến tranh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư, các phiên tòa nhằm mục đích tuyên truyền đã được lên kế hoạch là bất hợp pháp và là sự nhạo báng công lý, và chúng tôi cực lực lên án chúng. Điện Cẩm Linh đang cố gắng giảm nhẹ trách nhiệm về cuộc chiến xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin và đánh lạc hướng khỏi những bằng chứng áp đảo liên quan đến những hành động tàn bạo mà lực lượng Nga đã gây ra ở Ukraine. Tất cả các thành viên của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả tình nguyện viên trong nước và nước ngoài được kết hợp vào lực lượng vũ trang, được hưởng quy chế tù binh nếu họ bị bắt và phải được đối xử và bảo vệ tương xứng với quy chế đó, theo Công ước Geneva. Tuyên bố cũng kêu gọi Mạc Tư Khoa tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế. Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng cảnh báo tương tự trước những nỗ lực của Nga nhằm tổ chức các phiên tòa xét xử tù nhân chiến tranh Ukraine ở Mariupol. Theo luật pháp quốc tế, những cá nhân được hưởng quy chế tù binh chiến tranh có quyền miễn trừ vì chiến đấu và không thể bị truy tố vì đã tham gia vào các hoạt động thù địch, hoặc vì các hành vi chiến tranh hợp pháp được thực hiện trong cuộc xung đột vũ trang, ngay cả khi những hành vi đó có thể cấu thành tội phạm theo pháp luật trong nước. Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng có rất ít thông tin chi tiết về khả năng xảy ra những phiên tòa như vậy, nhưng những hình ảnh được các hãng tin tức và mạng xã hội đăng tải dường như cho thấy các thùng kim loại, có thể nhằm mục đích giam giữ những tù nhân chiến tranh, được xây dựng gần một phòng hòa nhạc ở Mariupol. Nhà lập pháp Nhật Bản nhận định Trung Quốc có thể rút ra bài học từ chiến tranh Ukraine cho trường hợp Đài Loan. Tờ Newsweek có bài tường thuật nhan đề China may take Ukraine war lessons to Taiwan, Japan lawmaker. Nghĩa là nhà lập pháp Nhật Bản nhận định Trung Quốc có thể rút ra bài học từ chiến tranh Ukraine cho trường hợp Đài Loan. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Tuy Vân. Một nhà lập pháp Nhật Bản cho biết hôm thứ Tư rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc đang bình tĩnh phân tích cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine để tìm kiếm bài học cho các kịch bản tương lai liên quan đến Đài Loan hoặc Nhật Bản. Keiji Furuya, người dẫn đầu phái đoàn tới Đài Bắc trong tuần này, đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày sau các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo cấp cao của Đài Loan, bao gồm Tổng thống Thái Anh Văn. Ông Furuya, 69 tuổi, lãnh đạo một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng, giám sát các mối quan hệ song phương trong trường hợp không có quan hệ ngoại giao chính thức giữa Tokyo và Đài Bắc. Trong bài phát biểu công khai trước Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Du Tích Khôn, Furuya trích lời Abe Shinzo, cố thủ tướng Nhật Bản, trong những tháng trước khi ông qua đời, đã liên kết sự ổn định ở eo biển Đài Loan với an ninh của chính Nhật Bản. Abe nói vào tháng 11 năm 2021, tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan là tình trạng khẩn cấp của Nhật Bản và do đó là tình trạng khẩn cấp đối với liên minh Nhật-Mỹ. Furuya
người tự nhận mình là bạn thân của gia đình Abe nói, ông tin rằng 100% đây là sự hiểu biết chung về Đài Loan, Hoa Kỳ và các quốc gia cùng chí hướng khác. Nhà lập pháp cho biết Trung Quốc đang bình tĩnh phân tích cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra. Họ có thể có tham vọng áp dụng những bài học này ở eo biển Đài Loan hoặc ở Okinawa, Furuya nói thông qua một phiên dịch viên. Và vì vậy, tôi muốn nhấn mạnh rằng các quốc gia có cùng chí hướng chia sẻ các giá trị phổ quát phải tăng cường hợp tác. Đảo Okinawa, một phần của chuỗi đảo ở Tây Thái Bình Dương, bao gồm lãnh thổ cực Tây của Nhật Bản, là nơi đóng quân của khoảng 3/4 trong số 50.000 lính Mỹ đóng tại Nhật Bản. Nếu Mỹ can thiệp vào một cuộc tấn công của Trung Quốc nhằm vào Đài Loan, các lực lượng đóng tại Nhật Bản rất có thể sẽ làm mũi nhọn phòng thủ và có thể trở thành mục tiêu quân sự của Bắc Kinh. Các nhà phân tích cho rằng, một trong những bài học rõ ràng mà Trung Quốc có thể rút ra từ cuộc chiến kéo dài của Nga ở Ukraine là cần phải tấn công một cách nhanh chóng và dứt khoát để ngăn chặn mục tiêu và các đồng minh của họ bố trí phòng thủ. Khả năng Nhật Bản bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan nào trong tương lai, ngay cả khi chỉ ở một khoảng cách gần, đã thúc đẩy Tokyo nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh không thay đổi hiện trạng của khu vực. Furuya, trong khi đó, mô tả mối quan hệ Nhật Bản-Đài Loan là những người bạn thực sự trong nghịch cảnh. Cuộc gặp gỡ của ông với Chủ tịch Du diễn ra sau cuộc gặp vào hôm thứ Hai với Thủ tướng Đài Loan Tô Trinh Sương. Cả hai quan chức Đài Loan đều bị chính phủ Trung Quốc trừng phạt vào tháng 11. Trong phát biểu với Tổng thống Thái Anh Văn hôm thứ Ba, Furuya, một thành viên của Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền của Nhật Bản, ca ngợi phản ứng bình tĩnh và thận trọng của Tổng thống Đài Loan đối với các cuộc tập trận quân sự liên tục của Trung Quốc xung quanh hòn đảo trong những tuần gần đây. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine không khác gì việc Trung Quốc sử dụng chuyến thăm Đài Loan gần đây của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ làm cái cớ để bắn hỏa tiễn vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Furuya cho biết, theo một bài báo của văn phòng Tổng thống Thái Anh Văn, những lời đe dọa quân sự này là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với người dân Đài Loan và Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng Đài Loan là của riêng mình và đã chỉ trích Furuya trong chuyến thăm của ông và cũng chỉ trích Tokyo vì đã cho phép thao túng chính trị. Họ nói rằng nhà lập pháp Nhật Bản đã bỏ qua nhiều phản đối ngoại giao từ phía Trung Quốc. Trung Quốc và Nhật Bản đã âm thầm cố gắng ổn định mối quan hệ của họ trong năm nay, khi hai nước đánh dấu nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.
nhãn cứ nuốt ngàm mãi mà sẽ hết quá mà thì vừa xa ghê gơ yếu một nhờ rất quý dục nghĩa đưa lọ của thuốc tinh ngừng ngừng cả nhà mãi nhôn tới hai người đa là phan vừa đánh ghi ghi đáo hơi buồn người ý đai quét nghĩa đưa lọ khai dì rô bay ngừng cả nhà mãi nhôn tới hai người đáo hơi buồn ai. Hai mươi hai người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga vào nhà ga xe lửa. Ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong một vụ tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào một nhà ga đường sắt Ukraine, khi đất nước đánh dấu một ngày độc lập ảm đạm và 6 tháng kể từ khi cuộc xâm lược của Mạc Tư Khoa bắt đầu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hỏa tiễn đã tấn công một đoàn tàu trong một nhà ga ở thị trấn Chalin, cách Donetsk, miền đông Ukraine khoảng 145 km về phía tây. Chalin là nỗi đau của chúng ta ngày hôm nay. Tính đến thời điểm này, có 22 người chết, 5 người trong số họ bị cháy trong xe, một thiếu niên 11 tuổi tử vong. Ông nói thêm rằng số người chết có thể tăng lên khi các hoạt động cứu hộ tiếp tục. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.